Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chú hề cảnh sát xinh xắn như thế này. Mình có thể dùng làm đồ dùng là dùng trang trí cũng rất là xinh để móc được một chú hề xinh xắn như thế này. Thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng móc chú hề rất là xinh xắn bằng len Bicotton 125. Đây thì mình sẽ sử dụng len màu xanh da trời này, màu da, màu đỏ này và màu lâu. Kim móc đầu 3, đầu 4 này. Mình sẽ sử dụng đầu 3. Móc định vị, kéo cắt len và kim khâu len này. Đây thì mình sẽ sử dụng bông để nhồi vào phía trong mắt này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ móc cái phần chân trước này. Phần mà dày thì mình sẽ móc cái phần màu lâu trước này. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi bính. Trong cái vòng tròn ma thuật thì sẽ móc 6 mũi móc đơn. Bốn, năm, sáu. Siết chặt vòng tròn ma thuật. Trượt sang chân mũi đầu tiên. Kết hàng. Siết chặt tay một chút nên mũi bính. Tại chân mũi trượt sẽ móc luôn móc đơn. Hàng thứ hai mình sẽ móc 2 mũi đơn trung chân. Mà các bạn không nhớ được hàng thì mình có thể dùng cái móc định vị này đánh dấu vào chân mũi móc đơn đầu tiên. Hàng thứ hai sẽ móc 2 mũi đơn trung chân cho đến khi hết hàng. Hết hàng thứ hai mình đã có 12 mũi móc đơn sang trượt mũi kết hàng. Nên mũi bính nên hàng thứ ba. Tại chân mũi trượt sẽ móc luôn một mũi móc đơn. Nên hàng thứ ba mình cũng sẽ tăng 6 mũi, sẽ móc một mũi đơn, một mũi tăng. Mũi tăng là cái mũi mà mình sẽ móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Rồi mình sẽ móc một đơn, một tăng cho đến khi hết hàng. Sang trượt mũi nên hàng thứ tư. Đó. Bạn không thể nhớ được cái hàng của nó thì các bạn có thể đánh dấu cái móc định vị này. Nếu mình nhớ được hàng thì không cần phải đánh dấu nhé. Nên mũi bính tại trên mũi trượt sẽ móc một mũi móc đơn. Nên hàng thứ tư thì mình sẽ móc 4 mũi móc đơn. 2 3 4 5 mũi giảm. Mũi giảm đây mình sẽ móc là 2 cái mũi đơn trụm 1 này. 1
4, 5. Sau đó sẽ móc lốt 4 mũi móc đơn còn lại. Sang trượt mũi kết hàng, lên mũi bính, tại chân mũi trượt sẽ móc luôn một mũi móc đơn, lên hàng thứ 5. Hàng thứ 5 mình sẽ móc 6 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6, móc một mũi giảm. Móc tiếp tục 5 mũi móc đơn còn lại. Sang trượt mũi. Đây phần này thì mình sẽ thay len nhé. Mình sẽ thay cái len màu xanh này. Mình sẽ đưa kim móc qua hai chân móc này. Và móc cái phần dây xanh vào. Sang trượt mũi. Kéo cái phần đầu dây xanh ra phía sau. Và phần dây nâu cũng vậy. Mình sẽ cắt bỏ cái phần dây màu nâu đi. Hai phần dây phía sau mình sẽ để bám và móc kèm vào. Lên mũi bính, tại chân mũi trượt sẽ móc luôn một mũi móc đơn. Sorry nha. Ở đây thì mình sẽ móc ở cái hai cạnh này, có một cái cạnh ngoài và một cạnh trong. Mình sẽ móc ở cạnh trong nhé. Bắt đầu luôn từ chân mũi trượt sẽ móc ở cạnh trong 12 mũi móc đơn, không tăng không giảm, cạnh trong luôn. Sang trượt mũi kết hàng. Lên mũi bính. Và mình sẽ móc hàng 7, hàng 8 là 12 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Sau khi mình đã móc xong hai chiếc chân như thế này, đây thì nó sẽ có cái phần mũi giày này.
mũi chân đằng trước này, thì mình sẽ lối làm sao để cho hai cái mặt này nó ngoảnh ra đằng trước như thế này. Thì mình sẽ móc lối từ chân mũi trượt ra đến đây, 1, 2, 3. Mình sẽ móc từ chân mũi thứ 3, và bên này mình cũng sẽ đếm từ chân mũi thứ 3 này, nối cái phần chân này vào. Đến mũi bính này, siết chặt cái phần dây này nè. Sau đó thì sẽ móc luôn ở cái chân mũi mình vừa mới trượt này, một mũi móc đơn. Sau đó sẽ móc bám theo cái phần chân thứ nhất. Mình sẽ móc 11 mũi nhé. 2, 3, 4. Mình sẽ bám theo cái vòng tròn chân bên này, và sau đó sẽ vòng sang chân thứ hai. Sau khi mình đã móc xong 22 mũi đơn ở hai chân này, mình sẽ sang chân mũi này. Lên mũi bính. Tại chân mũi trượt sẽ móc luôn móc đơn lên. Và đây hàng thứ 2, hàng thứ 2 từ chân lên này, mình sẽ móc là 3 mũi móc đơn. Một mũi tăng. Sau đó sẽ móc 2 mũi móc đơn. Và mình sẽ lặp lại 3 mũi đơn. Một mũi tăng. Hai mũi móc đơn. Sẽ lặp lại một lần nữa. Hai rồi, mình sẽ lặp lại khoảng 3 lần. 1, 2. Một mũi tăng. Mình lặp lại là 4 lần nhé. 4 lần 3 mũi đơn, 1 mũi tăng và 2 mũi đơn. 1, 2. Sang trượt mũi này.
từ hàng 11 đến hàng 13 thì mình sẽ móc toàn bộ là 27 mũi móc đơn, không tăng không giảm này. Đó, mình sẽ móc 27 mũi móc đơn nhé. Sau khi xong hàng 11, 12 thì mình sẽ sang trượt mũi kết hàng. Nên hàng thứ 13 mình sẽ móc 7 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, một mũi giảm này. Giảm đây mình sẽ móc ở cái cạnh ngoài, 2 mũi đơn trụm này. Tiếp tục móc 7 mũi đơn. Một mũi giảm này cho đến khi hết hàng. Một mũi giảm. Rồi sang kết hàng, sang trượt mũi kết hàng này. Nên mũi bính. Lần này thì mình sẽ đổi màu nhé. Sẽ luồn qua hai cái chân móc này. Mình sẽ đổi sang màu đỏ này. Sang trượt mũi. Sẽ cắt cái phần dây xanh. Dây xanh kéo ra đằng sau này. Tan hai cái sợi dây này qua. Nên mũi bình. Đây thì mình sẽ có hai cái hai cạnh này. Đây mình sẽ móc vào 24 mũi ở cạnh phía trong, cạnh ngoài, cạnh trong thì mình sẽ móc ở cạnh trong và bắt đầu luôn từ chân mũi trượt. Rồi mình sẽ móc 24 mũi móc đơn ở cạnh trong. Ngay sau hàng thứ 14, 24 mũi lửa trong này, mình sẽ móc lên hàng thứ 15. Hàng thứ 15 đây thì mình đã nhồi bông ở phía trong rồi nhé. Năm nữa thì mình sẽ nhồi lốt phần trên. Lên mũi bính và xuống chân mũi trượt mũi móc đơn. Hàng thứ 15 sẽ móc 2 mũi móc đơn, 1 mũi giảm cho đến khi hết hàng.
sàng chợt mũi cái đàn. Cái đàn thứ 16 mình sẽ móc một mũi đơn, một mũi giảm cho đến khi hết hàng. Mình sẽ nhồi thêm một chút bông vào nữa. Sau đó thì sẽ sang chợt mũi kết hàng. Nên mũi bính tại chân mũi trượt sẽ móc luôn một mũi móc đơn. Nên hàng thứ 17 thì mình sẽ móc toàn bộ là 12 mũi tăng. Sorry nhé. Đây thì mình sẽ chuyển sang màu da. Đến lên phần đầu này. Sang trượt mũi. Cắt cái phần dây màu đỏ đi. Siết chặt cái phần dây màu da ra phía sau. Mình sẽ vắt sang bên để mình móc luôn vào cái phần đằng sau nhé. Lên mũi bính này. Tại chân mũi trượt sẽ móc luôn 2 mũi móc đơn. Nên hàng thứ 17 này thì mình sẽ móc 12 mũi tăng cho đến khi hết hàng. Nên là 2 mũi đơn trung chân đó. Cho đến khi hết hàng. Khi đã móc xong 12 mũi tăng, mình sẽ sang trượt mũi để lên hàng thứ 18. Hàng thứ 18 mình sẽ móc lên một mũi bính này. Tại chân mũi bính sẽ móc luôn một mũi móc đơn, một mũi tăng. Đó, hàng thứ 18 thì mình sẽ móc một đơn một tăng cho đến khi hết hàng.
sang trượt mũi kết hà này. Nên hàng thứ 18, 19 này, hàng thứ 19 thì mình sẽ móc 36 mũi móc đơn. Không tăng không giảm. Hàng thứ 20 đến hàng thứ 25 thì của mình sẽ móc tương tự hàng thứ 19 là 36 mũi móc đơn. Hết hàng 25, mình sẽ sang trượt mũi kết hàng. Bên hàng 26, móc xuống 1 mũi móc đơn ở chân mũi trượt. Hàng 26 thì mình sẽ móc 1 mũi đơn, 1 mũi giảm này. Một đơn, một giảm cho đến khi hết hàng. Hết hàng 26 nên hàng 27 thì mình cũng sẽ móc 1 mũi đơn, 1 mũi giảm cho đến khi hết hàng.
Xong hàng thứ 27 này, mình sẽ nhồi bông vào phía trong nhé. Móc lên hàng 28, 29. Hàng 28, 29 thì mình đều giảm. Toàn bộ là mũi giảm nhé, sẽ không có mũi đơn. Và đây này, khi lên mũi bính thì mình sẽ giảm luôn từ cái chân mũi trượt này. Sẽ móc toàn bộ mũi giảm. Hàng 28, 29 thì đều mình sẽ móc mũi giảm giống nhau. Sau đó thì sẽ... Rồi mình xong phần đầu với phần thân rồi. Mình sẽ móc sang phần mũ này. Phần mũ ở hàng thứ nhất, hàng thứ 1 này. Đến hàng thứ 3 thì mình sẽ giống móc giống cái phần bàn chân nhé. Nghĩa là mình sẽ móc 6 mũi móc đơn này. Vòng tròn ma thuật này. Hàng thứ 2 sẽ móc tăng 6 mũi. Hai chân mũi đơn chung một chân hết hàng. Hàng thứ 3 sẽ tăng 6 mũi. Một đơn một tăng đến khi hết hàng này. Là mình đã được 18 mũi rồi. Đến hàng thứ 4 thì mình sẽ móc một mũi đơn. Một mũi tăng. Nó sẽ móc 2 mũi đơn. Một mũi tăng. Rồi mình sẽ móc 5 lần 2 đơn 1 tăng này. Sau đó sẽ móc mũi đơn cuối cùng. Mũi đơn cuối cùng sang trượt mũi kết hàng. Hàng thứ 5 mình cũng sẽ tăng 6 mũi lên mũi bính tại trên mũi trượt, móc một mũi móc đơn. Mình sẽ móc 3 mũi móc đơn, một mũi tăng cho đến khi hết hàng. 3, một mũi tăng. Đó, mình sẽ móc 3 mũi móc đơn, 1 mũi tăng cho đến khi hết hàng. Sang hàng thứ 6 thì mình sẽ móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Sau đó sẽ móc 5 lần 4 đơn 1 tăng. 2, 3, 4. 1 tăng. Móc một mũi đơn. Móc một mũi tăng này. Móc 2 mũi đơn. Sang trượt mũi. Nên hàng thứ 7 sẽ móc 5 mũi móc đơn. Một mũi tăng cho đến khi hết hàng. Sẽ móc lặp lại cho đến khi hết hàng. 5 mũi đơn, 1 mũi tăng. Nên hàng thứ 8 mình sẽ móc toàn bộ là 42 mũi móc đơn.
không tăng không giảm. Sang chờ mũi kết hàng, nên hàng thứ 9. Lên mũi bánh, số mũi trượt một mũi móc đơn. Hàng tháng thứ 9 thì mình sẽ móc 10 lần nhé. 10 lần 2 mũi đơn, 1 mũi giảm. Giảm này. Và mình sẽ móc lặp lại như vậy là 10 lần. Và mũi cuối cùng là mũi giảm này. Chớp mũi. Lên hàng thứ 10. Hàng thứ 10 mình sẽ móc vào cái phần nửa kim trong này. Nghĩa là ở đây có hai cạnh, cạnh trong và cạnh ngoài. Thì mình sẽ móc vào cạnh trong, bắt đầu luôn từ chân mũi trượt, sẽ móc 2 mũi đơn, 1 mũi giảm, 2 mũi đơn 1 mũi giảm, nhắc lại là 6 lần nhé.
nó sẽ móc 7 mũi móc đơn cuối cùng. Sang trượt mũi. Thì mình sẽ móc hàng thứ 11, hàng thứ 12 là 7 mũi móc đơn. Móc lật lại. Sau đó thì mình sẽ cắt chỉ này, à cắt len này. Thì xong cái phần mũ thì mình sẽ khâu luôn lên phần đầu như thế này. Ở đây thì mình đã móc cái phần tay này. Phần tay thì nó móc hơi lâu nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn này. Mình sẽ móc hai hàng là màu da, 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật này. Sau đó thì sẽ móc toàn bộ là 6 mũi đơn. Ở đây thì hai cái hàng này thì mình sẽ móc màu da còn lại 4 hàng. Tiếp theo mình sẽ móc màu đỏ này. Rồi, mình sẽ móc toàn bộ là 6 mũi móc đơn nhé. Sẽ không tăng không giảm này. Cả hai tay đều như vậy. Và sẽ bớt lại phần dây để khâu. Phần mũi thì mình sẽ móc 2 hàng 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật. Và sẽ móc thêm một hàng nữa màu trắng này. Đây là phần râu. Phần râu thì mình sẽ móc 8 mũi bính. Phần tai, tai ở đây mình cũng sẽ móc 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật. Nhưng mà mình sẽ không sang trượt mũi mà mình đè một lửa như thế này. Đây thì mình sẽ móc hai cái phần này. Lát nữa thì mình sẽ khâu vào hai bên. Và đây là cái phần tóc ở bên ria hai tai. Thì mình sẽ móc 6 mũi bính nhé. Và bây giờ thì mình sẽ ghép tất cả các phần lại với lại bé búp bê này nhé. Đó, sau khi mình đã gắn xong các bộ phận này, cái phần quai này thì mình cũng móc 14 mũi bính, sau đó thì sẽ khâu ra phía sau này. Đó, và sẽ trang trí thêm một chút cúc áo này. Vậy là mình đã xong một cái chùa hè cảnh sát rất là xinh xắn này. Mình có thể dùng làm quà tặng này, hoặc là dùng móc treo ba lô, cặp sách cũng rất là xinh. Dùng trang trí góc học tập làm việc rất là ý nghĩa. Bây giờ thì mời các bạn theo dõi các video sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.